Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 180, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tả Tiểu Đa chân trước vừa đi, Tả Trường Lộ đã lập tức gửi tin nhắn vào nhóm. Đến. Chưa đầy 3 phút, trong thư phòng trên tầng 2 của biệt thự đã tập trung đầy người. Bộ trưởng các bộ, tứ phương đại soái tất cả đều có mặt. Nghiễm nhiên chính là đại lục tinh hồn quân đội đại tập hợp. Ta mệnh lệnh, từ hôm nay trở đi, toàn bộ đại lục tinh hồn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp cao nhất. Câu nói đầu tiên của Tả Trường Lộ đã khiến cho tất cả mọi người ở đây, toàn thân lông Tơ đều dựng đứng lên hết. Ai nấy cũng kìm lòng không được, thân thể ngồi thẳng tắp. "Bộ võ giáo, bộ trưởng đình có. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ đại lục, tất cả cao võ, sơ võ học trường học, học viện bắt đầu tiến hành giáo dục tàn khốc." Ngự tọa, cái gọi là giáo dục tàn khốc cụ thể muốn làm đến mức nào tình trạng cực đoan nhất cái này đây là mệnh lệnh người đang do dự điều gì rõ phát tuần thiên lệnh của ta người không phục tùng chém rõ bộ tinh thuẫn có toàn viên xuất kích lùng bắt giang tế gián điệp tiêu chuẩn của ta người biết rồi vâng cực đoan nhất Số lượng ta không yêu cầu, chỉ yêu cầu hai chữ sạch sẽ. Vâng, sạch sẽ. Bộ an toàn, bộ tư pháp. Có, có. Phối hợp bộ tinh thuẫn hành động, ngoài ra loạn thế trọng điển. Phạm là có người gây rối loạn, trực tiếp xử lý, thà uổng vô tung. Đối với dù côn lưu manh bình dân, thừa dịp loạn mà gây tai họa, vô luận tội danh lớn nhỏ, tử hình. Rõ. Rõ. Bộ Tài Chính Có Nam Chính Càng Ngươi từ hôm nay khôi phục chức vụ Nam Quân Đại soái Qua Tết lập tức tới Nam Quân nhậm chức Vâng, đa tạ ngự tọa Nói với cha ngươi Sẽ có cơ hội để hắn quan vinh Không cần vội Mệnh của hắn, vinh quang của hắn Lưu lại chờ tới thời điểm hữu dụng Tận lực sống lâu một thời gian Vâng Bộ trưởng Bộ Tài Chính đợi tiếp theo chọn tốt rồi chứ đã chọn tốt trong khoảng thời gian này ngươi làm bộ trưởng bộ tài chính vừa vét được bao nhiêu của cải rồi cũng được hơn trăm nghìn tỷ chưa đủ không đủ ứng phó đại chiến trong tương lai nhắn cho bộ trưởng mới toàn dân tăng thuế thu theo thuế xuất chiến tranh đây là trận chiến quyết định tồn vong bộ tài chính phàm là có một chút sơ xuất nào ảnh hưởng xấu tới chiến cuộc toàn viên tự sát tạ tội rõ bộ thuế vụ nghe thấy chưa nghe rõ rồi thu không được thuế thu không đủ thuế không cần đưa đầu tới gặp ta trực tiếp tập thể đi địa ngục mà gặp diêm vương đi rõ quân bộ có chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào hiểu ta có ý gì không hiểu phát tuần thiên lệnh của ta trưng binh toàn dân rõ phàm là vợ giả hóa vân trở lên Ngoài trường người có công chức, vô luận là người của bang phái nào, không đến tiện tuyến, đều coi là phản nghịch, giết, không tha. Rõ. Bình lính dự bị động viên, bây giờ có bao nhiêu? 1 tỷ 570.000 người. Tức thời có thể ra ngoài chiến đấu có bao nhiêu? 1 tỷ 070.000 người. Tốt, thiếu dù chỉ một người, ta lấy đầu người. Mạc tướng quân lệnh cam đoan, nếu không hoàn thành quân lệnh, đưa đầu tới gặp, truyền thủ thiên hạ. Nội các có yêu cầu cả nước chính lệnh đồng hành không cho phép có bất kỳ ý kiến phản đối. Rõ. Cao tầng quan viên nếu có dị nghị bác bỏ ngậm miệng. Có lần thứ hai bãi quan miễn chức tống giam điều tra. Hình phạt từ nặng tội thêm tam đẳng. Rõ. Bộ kiểm tra kỷ luật. Có. Ngày hôm nay triển khai quyền lực toàn diện. Người có ăn hối lộ trái pháp luật tất cả đều lập tức trảm. Rõ. Bộ gián điệp có mở ra toàn bộ các điểm tình báo. Rõ. Mệnh lệnh liên tiếp được phát đi, toàn bộ cao tầng của Đại Lục Tinh Hồn tất cả đều như điên cuồng toàn viên động tác, mọi người đều biết sắp có chuyện lớn xảy ra. Đại Lục Tinh Hồn đã đi tới thời điểm sinh tử tuần vong mấu chốt. Tả Trường Lộ thản nhiên nói, "Hy vọng các vị Mỗi người quản lý chức vụ của mình làm tốt nhất bổn phận công việc mình không được có nửa điểm lười biếng rõ các đại gia tộc huyết mạch tử tôn hai đinh rút một nhập chiến vợ giả của các đại gia tộc tu vi hóa vân trở lên ngày hôm nay gia nhập quân đội thống nhất huấn luyện quản lý quân trận nhất thiết phải thành hình trong vòng hai tháng kẻ nào không theo diệt tộc lười biếng quân pháp xử lý rõ các đại môn phái, phe thế lực cũng thực hiện giống như các đại gia tộc. Kẻ nào không theo, diệt phái, không có bất kỳ điểm gì để thương lượng. Rõ. Dù đồng thiên. Có. Ngươi vừa mới hợp nhất Minh Vương Điện đúng chứ? Vâng. Tuyên bố nhiệm vụ ám sát. Ám sát tất cả cao thần vua minh Nói rõ là mệnh lệnh của ta. Ám sát thành công, có thể bằng vào đầu người, tẩy trắng thân phận. Rõ. Nếu không theo, Diệt Minh Vương Điện Có sát thủ không theo Diệt Rõ Mệnh lệnh truyền đạt hoàn tất Tiếp theo là sự kiện trọng đại nhất trước mắt Liên quan tới lịch luyện bí cảnh Ở dãy núi Tinh Mang Tả trường lộ nói Hắn không nói tới bốn chữ Thái tử học cung Bốn chữ này chưa hẳn không có cổ lão ghi chép Vạn nhất có người nào biết Sẽ đại loạn Trước mắt thế cục đã đủ hỗn loạn rồi cho nên nếu được thì cũng không cần gây rối thêm. Đại lục tinh hồn chúng ta có 8.000 danh ngạch, 3.000 anh biến, 3.000 hóa vân, ngự thần 1.200, quy huyền 800. Bên trong có 4 khu vực, theo thứ tự là khu vực anh biến, hóa vân, ngự thần và quy huyền. Tất cả tiến vào bên trong lịch luyện, nhất định phải cam đoan đều là thiên tài. Tứ phương quân đội và quân bộ danh ngạch cũng chính là 400 anh biến một ngàn rưỡi hóa vân, tám trăm ngự thần, sáu trăm quy huyền. Cụ thể danh ngạch, các người, bình quân phân phối. Vâng. Trong vòng hai ngày, định ra danh sách. Trong vòng năm ngày, dãy núi tinh mang tập hợp. Rõ. Dựa theo cấp bậc tu vi, chia làm bốn đội, cũng phải chọn ra đội trưởng. Rõ. Bộ võ giáo, cho các người danh ngạch hai ngàn hai anh biến, một ngàn hóa vân, hai trăm ngự thần. Rõ. Bộ trưởng Đinh lĩnh mệnh mà đi. Cho tứ phương quân đội và quân bộ, ngự thần quy huyền chiếm cứ đại đa số danh ngạch. Mà cho bộ võ giáo, danh ngạch người thần cũng chỉ có 200, quy huyền thì không có. Bởi vì đây là cho các trường học, mà học sinh thì căn bản cũng không có ai đạt đến quy huyền. Cử trọng thiên cát gia nhập lần thí luyện này. Vâng. Sau đó tả trường lộ phân chia danh ngạch còn thừa Lần lịch luyện này có nguy hiểm sinh tử bên chúng ta đạt được danh ngạch là 8.000 người Nhưng ta dự tính cuối cùng có thể còn sống đi ra Hẳn là sẽ không vượt qua 3.000 người Đây là một lần lịch luyện tàn khốc Cũng là cơ hội chọn lựa thiên tài trong các thiên tài Càng là cơ hội để các thiên tài một lần gặp được kỳ ngộ trùng thiên Tả trường lộ hít một hơi thật sâu Không chỉ vì tích phong hiểm rất lớn Yêu thú rất nhiều, cảm bẫy rất nhiều mà bên trong còn có 8.000 thiên tài đạo minh, 8.000 thiên tài vu minh. Một khi tiến vào là cục diện người chết ta sống, cơ duyên là cơ duyên, cơ hội tốt và nguy cơ cùng tồn tại. Bên trong mỗi một kỳ ngộ, mỗi một tàn bảo địa đều là một cửa đại cạm bẫy. Các thiên tài có khả năng ở bên trong nhất phi trùng thiên, cũng có khả năng sẽ đi vào vẫn lạc. Điểm này, mỗi đơn vị có người tham gia đều phải thông báo cho rõ ràng. Ngoài ra các gia tộc cũng cần thông báo cho con cháu mình biết. Rõ. Các vị còn điều gì muốn nói nữa hay không? Không có. Tất cả những điều ta vừa nói, các vị có dị nghị gì, có ý nghĩ gì, bây giờ có thể nói ra hết. Hôm nay sau khi tan họp sẽ không còn cơ hội này đâu. Ta chỉ nhìn qua kết quả, không xem quá trình. Toàn viên cúi đầu trầm ngâm đều đang suy nghĩ về nhiệm vụ của mình độ khó, cản trở, đối mặt áp lực, tổng thể, phương diện. Một hồi lâu sau, không có ai lên tiếng. Không ai có ý kiến gì sao? Ta lại hỏi một lần cuối, có ai có ý kiến gì không? Không có. Tốt. Tả trường lộ lập tức tuyên bố kết thúc cuộc họp. Lập tức hành động. Rõ. Không gian từng đợt dập dờn, cao tầng đại lục trong nháy mắt mây đổi sao dời cùng một thời gian toàn bộ đại lục tinh hồn đột nhiên chấn động tuần thiên lệnh đã từng biến mất nhiều năm lại xuất hiện cõi trần cơ hồ ngay lập tức đã truyền khắp toàn bộ đại lục tinh hồn tất cả đài truyền hình điện đài tất cả mạng lưới tại thời khắc này bị hình ảnh thống nhất bao trùm mặc kệ là mở tv hay là bật máy tính lên hay là trên đường du đảng tất cả hình ảnh có khả năng nhìn thấy tất cả đều như một người tọa tuần thiên lệnh nền tuyết trắng, chữ viết đỏ rực. Tất cả người nhìn thấy, mặc kệ là người bình thường hay võ giả, đồng thời cảm nhận được trái tim đang cuồng loạn, huyết dịch khắp người bỗng nhiên sông lên. Xảy ra chuyện lớn. Chủng tộc trì chi chiến, tồn vong trì chi chiến, toàn diện bộc phát. Từ hôm nay trở đi, toàn dân chuẩn bị chiến đấu. Ngự tòa tuần thiên lệnh, toàn dân trân binh. Ngự tòa tuần thiên lệnh, từ hôm nay trở đi, thu thuế như chiến tranh. Người tọa tuần thiên lệnh, từ hôm nay trở đi, võ giáo tiến vào giai đoạn giáo dục tàn khốc. Người tọa tuần thiên lệnh, từ hôm nay trở đi, tu giả hóa vân trở lên. Toàn bộ đại lục, ngay tại mấy phút này, sôi trào chưa từng có. Tả tiểu đa vừa một đi vào trường học, giật mình vì bầu không khí trước mắt quá khác với ngày bình thường. Vốn cái màn hình lớn trong trường học kia đã rất lâu không mở, bây giờ đang phát sáng, quang mang bắn ra xung quanh. Trên màn hình nội dung rất đơn giản, nền trắng chữ đỏ. Ngự tọa tuần thiên lệnh. Cái này có thể xưng là hiệu lệnh tối cao của cả đại lục tinh hồn. Tất cả học sinh khi nhìn đến mấy chữ này, phản ứng đầu tiên chính là cúi chào. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long còn có những học sinh khác vừa đi vào trường học cũng là không hẹn mà cùng cúi người chào. Đúng là ngự tọa tuần thiên lệnh. Lý Thành Long kích động tới đỏ bừng cả khuôn mặt. Tả lão đại, ngự tọa đã nhiều năm không ra lệnh, rốt cuộc lại xuất hiện rồi. Xem ra, lần này thời cuộc nguy nan đã đến mức nhất định, nên hắn mới lại đứng ra chủ trì đại cục. Đúng như vậy. Đại lục dưới sự dẫn dắt của ngự tọa tuần thiên, chắc chắn là chiến thắng, dũng cảm tiến tới. Lý Thành Long vung tay hô to một tiếng. Người kích động như vậy mà làm gì? Tả Tiểu Đa kinh ngạc hỏi. Ngự tọa đại nhân chính là thần tượng của ta mà. Khuôn mặt của Lý Thành Long kích động tới đỏ bừng. Nguyện vọng lớn nhất đời này của ta là có thể tác chiến dư trướng của ngự tọa. Thật ra không chỉ Lý Thành Long, khi tả tiểu đa nhìn năm chữ ngự tọa tuần thiên lệnh, cũng là không có nhìn được cảm xúc chập trùng. Ngự tọa tuần thiên là xưng hô cao thượng bậc nào cao thượng đến cho dù là lúc không có chuyện gì chỉ cần mọi người nhắc đến cái tên này đều sẽ cảm thấy rất kính sợ tôn kính từ sâu trong nội tâm đây là nhân vật truyền kỳ chân chính của đại lục tinh hồn là một kỳ tích thần thoại sống kiếp này nếu như có thể làm được tới như ngự tọa tuần thiên mới thật sự là không uổng phí một đời tả thiểu đa ngưỡng mộ nói đúng vậy đây mới là cả đời đỉnh cao nhất ầm ầm sóng dậy lý thành long mê mẩn tả tiểu đa thở dài thật dài nếu người tọa tuần thiên này là cha ta thì tốt biết bao lý thành long nghe thì sửng sốt hắn là thật sự không ngờ tả tiểu đa sẽ ở vào lúc này nói ra ước mơ kiểu này hơn nữa còn không phải là như mình mong muốn trở thành người dưới trướng ngự tọa thậm chí trở thành người như ngự tọa mà trở thành con trai của ngự tọa. Cái lô rích này của tả lão đại luôn có thể khiến cho ta giật nảy mình. Quá là kỳ ba rồi. Nhưng mà, vì sao lại muốn trở thành con trai của ngự tọa chứ? Con trai của ngự tọa cũng không phải là con ông cháu cha bình thường đâu. Chỉ riêng cái áp lực lớn lao là có một người cha anh hùng như vậy, người đã không chịu đựng nổi rồi. Phải nỗ lực biết bao nhiêu mới có thể không bị người khác xem thường. Với tính cách của lão đại không nên có mục tiêu cuộc sống và lý niệm kiểu này mới đúng chứ sau đó lý thành long đã nghe được tả tiểu đa cho ra đáp án nếu thật sự là như vậy thì đời ta tả tiểu đa thở dài nói đã viên mãn rồi vừa sinh ra đã ở vạch đích nhân sinh đỉnh phong ngồi ăn rồi chờ chết thậm chí có thể đến đại lục vô minh chơi ai dám chọc ta nằm ăn trắng mặt trơn cả đời đặt chân ba đại lục, nghênh ngang thoải mái đi. Cha ta là tuần thiên, người có phục hay không? Tả tiểu đa tâm thần khuấy động, thì hứng đại phát, vậy mà ngẫu nhiên ngâm thơ luôn. Nhật Nguyệt Quang ta đi đầu, gặp được cường địch thì hô to. Cha của ta là tuần thiên, xuống tay với ta người có dám không? Tả tiểu đa mặc sức tưởng tượng. Tù vi đan nguyên nhưng lại gan thiên vương, quân công chiến công ôm trong ngực hoành hành bá đạo nhật nguyệt quan trong ngực còn ôm tiểu niệm niệm thật sự là sảng khoái tả tiểu đa một mặt mê mẩn không thể không nói giấc mộng này cách nói này rất đúng với tính cách của tả tiểu đa nè đừng có nằm mơ giữa ba ngày lý thành long giận dữ đập một phát vào gáy của tả tiểu đa người đúng là có tiền đồ vậy sao ngươi không suy nghĩ một chút người tọa tuần thiên lão nhân gia đã bao nhiêu tuổi rồi với cái tuổi này của ngươi cho dù là làm chắc trai, chắc trai của chắc trai của chắc trai của chắc trai của hắn cũng không có được đâu. Tả lão đại, người đây là đang khinh nhận hắn đó. Người có biết không? Ngày bình thường ta cũng không nói gì, nhưng đó là người tọa đại nhân. Người tọa đại nhân đó hiểu chưa? Kìa là thân phận cao thượng bậc nào? Há là là người như ngươi có thể khinh nhận. Ừ, nói cũng đúng hả? Đúng là không có khả năng này được. Tả tiểu đa chán nản. Đúng rồi, Người biết rõ chuyện cũ của đại lục Nhưng biết ngự tòa tuần thiên họ gì không? Tả Tiểu Đa đột nhiên hỏi Nghe nói là họ tả Lý Thành Long bỗng nhìn Tả Tiểu Đa như phát hiện ra đại lục mới Cùng họ với ngươi Đều là họ tả, rất là hiếm gặp Tả Tiểu Đa nhất thời lấy lại tinh thần tỉnh táo Phụ phụ, người nói xem, có khi nào ta thật sự là chắc trai của chắc trai của chắc trai của chắc trai ngự tòa tuần thiên không? Hiệu quả kia cho dù có hơi khác nhưng mà cũng được lắm nha. Nói không chừng, năm xưa ngự tọa tuần thiên khắp nơi lưu tình lưu lại một huyết mạch ở thành phượng hoàng chúng ta thì sao? Người không biết đâu, cha mẹ ta mặc dù không có tu vi, nhưng mà phúc phận vô cùng thâm hậu, quả nhiên được trời ưu ái. Tả tiểu đa hai mắt mơ màng, mặt sức tưởng tượng. Cái họ tả, họ này thật tốt, nói không chừng là thật nha. Trong lúc tả tiểu đa mặc sức tưởng tượng, miệng thì lẩm bà lẩm bẩm, làm rất nhiều học sinh nhao nhao gây mắt nhìn chăm chú. Làm Lý Thành Long đang đi cùng cũng phải nổi giận, lại bút một cái lên đầu tả tiểu đa, kéo hắn đi. À hề tả lão đại, mặc dù ta cũng hy vọng người có thể có tí tỷ ti quan hệ cùng người kia thật, như thế thì ta cũng có thể dính chút ánh sáng. Đáng tiếc, người mơ mộng quá đẹp rồi. Coi nhiều người đẹp trai thật, nhưng cũng không thể nghĩ đến đẹp như vậy được hai người tiến vào phòng học văn hành thiên lập tức quay người nhìn hai người một hồi lâu sau có chút thất vọng quay đi nói lớp chúng ta bây giờ có bao nhiêu người đột phá hành biến hoặc là nói có mấy người có nắm chắc trong vòng mấy ngày tới sẽ đột phá hành biến văn hành thiên hỏi ta có thể ta có thể ta cũng có thể ta bây giờ là anh biến rồi 20 người giơ tay lên, trong đó bao gồm hàng Sung, Mạnh Trường Quân, Chân Phiêu Phiêu. Còn có mấy người hách hán, trước mắt đều đã là tu vi anh biến. Mà mấy người hạng băng thì là ở vào sắp lằn ranh đột phá, chỉ kém một đường, vẫn đang tận sức áp súc chân nguyên. Bên trong ánh mắt của văn hành thiên càng lộ ra sầu lo. Lý Thành Long, người thì sao? Văn hành thiên quay lại hỏi. Ta bây giờ... Phù phụ tính toán một hồi, Bây giờ mình đã áp chế 10 lần, cũng đã gần đến cực hạn. Lại thêm một lần, đoán chừng nhất định phải đột phá đến cấp độ anh biến rồi. Ta đoán chừng, ta trong vòng 2 ngày tới là sẽ phải đột phá đến cảnh giới anh biến. Tả tiểu đa, người thì sao? Ánh mắt của Văn Hành Thiên chất chứa tha thiết kỳ vọng và lo lắng. Lần này cơ duyên quá lớn, nếu tả tiểu đa bởi vì áp suất tu vi mà bỏ lỡ, vậy thì thật đáng tiếc. Tạ Tiểu Đa hít một hơi nói. Cho ta ba ngày kỳ nghỉ. Ta nhất định có thể đột phá cảnh giới trước mắt, đạt đến anh biến. Có ba ngày nghỉ kỳ, chuyển đổi sang thời gian trong việc không tháp chính là rộng rã 120 ngày. Như vậy cũng đủ rồi. Cho dù là cộng thêm tác dụng phụ sau khi dùng cửu tiêu linh tuyền vẫn đủ thời gian để khôi phục. Tốt rồi. Văn hành thiên nghe thì hai mắt cũng sáng rỡ. Giờ khắc này ánh mắt của hắn trở nên sáng chói lóa mắt, nhấp nháy tỏa ra ánh sáng. Khi cả tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đều nói mình có thể trong khoảng thời gian ngắn tới đây, Văn Hành Thiên cảm giác cả người mình đều thả lỏng hẳn. Hắn hiểu rất rõ tiến vào bí cảnh di tích, thiên tài của cả ba đại lục đều đi vào. Nếu như không có tả Tiểu Đa và Lý Thành Long dẫn đội, hơn 20 học sinh lớp mình đi vào, chỉ sợ cuối cùng có thể còn sống đi ra, sợ rằng không vượt quá một nửa thậm chí có khả năng sẽ toàn quân bị diệt bọn họ mặc dù cũng đều là thiên tài nhưng mà so với thiên tài cùng cấp bậc đồng lứa cũng không có ưu thế gì chi ít cũng không có thực lực mang tính ưu thế áp đảo như tả tiểu đa và lý thành long một khi bị kẻ địch vây công cơ hồ trong nháy mắt sẽ bị xử lý một người nhất là kinh nghiệm thực chiến liệu mạng tranh đấu cho dù không phải quá thiếu nhưng vẫn không thể lạc quan nhưng nếu có tả tiểu đa và lý thành long dẫn đội thì tình huống sẽ hoàn toàn khác. Hai người này, một người thông minh tinh quái, một người trầm ổn. Một người thì giá trị vũ lực có thể xưng là vô địch trong cùng giai, một người thì trí tuệ quét ngang cùng thế hệ. Có hai người vừa thông minh vừa ổn trọng này làm hạch tâm, chính là tuyệt diệu, thế tất không đâu địch nổi. Nếu vậy, lớp chúng ta có thể tiến vào di tích. 25 người. Còn có ai nữa không? Văn Hành Thiên nhìn những người còn lại, đây có lẽ chính là một cơ hội trưởng thành lớn nhất trong đời của các người. Nếu như có thể đột phá trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là thiếu một hai lần áp chế chân nguyên cũng là đáng đánh cược một lần. Bị nhất bảo nhất tay, ta có thể. Tốt, vậy thêm bị nhất bảo còn ai khác nữa không? Văn Hành Thiên nhìn những người khác, ánh mắt tràn đầy tha thiết lần này chính là chuyển cơ quyết định tiền đồ cả đời các người nhưng cũng có khả năng nửa đường chết yểu mệnh tan trong đó tất cả các bạn học trong lòng các người nhất định phải phải suy nghĩ cho kỹ ta hy vọng chính là tận khả năng tình huống cụ thể bên trong ra sao đến ta cũng không rõ nhưng ta có thể khẳng định đây tất nhiên là một lần ba đại lục luyện binh cũng là ba đại lục chân chính sinh ra hạt giống phần tư lịch này lần tao ngộ này là các người trong cuộc đời này cũng chỉ có thể gặp một lần thôi những ai ở đang nguyên cảnh mà thấp hơn sáu lần áp chế cũng đừng nghĩ tiến vào miễn cưỡng tiến vào cũng không có ý nghĩa ai đã bảy lần áp chế trở lên thì nhấc tay rầm rầm là là mười mấy cánh tay giơ lên rất tốt văn hành thiên hít một hơi rồi cắn răng nói đột phá thiếu tài nguyên gì ta đến đảm bảo trường học có thể cho mượn, tận lực đều có thể đột phá và ổn định một chút, kiên cố một chút, mượn nhiều một chút cũng không sao. Văn Hành Thiên là quyết tâm phải làm, nếu các học sinh có thể có thu hoạch tương đương còn sống trở ra, tự nhiên là vạn sự đại cát, nhưng nếu bọn hắn phải bỏ mạng trong đó, những tài nguyên ấy hắn là người đảm bảo để hoàn lại. Nhưng Văn Hành Thiên cảm giác, cho dù mình vì hoàn lại món nợ này phải ở lại tìm Long dạy học cả đời cũng là đáng. Nếu có thể ta nguyện ý mang cả kiếp sau ra thế chấp, cũng chỉ nguyện cho bọn hắn đi được càng xa càng an tâm, không muốn bỏ qua lần cơ duyên này. Lớp 1, 42 người Văn Hành Thiên ghi chép số liệu này vội vàng đi ra ngoài. Qua mười mấy phút đã quay trở lại. Những ai thiếu tài nguyên đột phá ở lại đây. Những người áp chế sáu lần trở xuống đi thao trường hoặc là phòng trọng lực từ huấn luyện. Nếu ai có nắm chắc đột phá, lập tức trở về nhà, chuẩn bị đột phá. Sau khi đột phá, trước tiên đến trường học tìm ta đưa tin. Cho dù là khuya khoắc cũng không sao, nhớ kỹ là trước tiên. Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long. Hai người các người thì đi phòng hiệu trưởng đưa tin. Dạ vâng. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đi ra. Hai người nhìn nhau đều là cảm giác trong lòng có một cổ hưng phấn tràn trề, khó mà kìm nén chuyện lớn rồi. Hai người rất hiếm khi trầm mặt, đi về phòng hiệu trưởng, ẩn ẩn cảm giác, kỳ ngộ cả đời khó gặp sắp xảy ra. Lúc sắp đi đến phòng hiệu trưởng, Lý Thành Long đột nhiên dừng chân một chút, dùng thái độ trịnh trọng trước nay chưa từng có, nói với tả tiểu đa. Tả lão đại, ta có thể cảm giác được rất rõ ràng, một nhân sinh hoàn toàn mới của ta sẽ bắt đầu từ giờ khắc này. Tả tiểu đa nhếch nhếch miệng nói. Đồng cảm, đồng cảm, chúng ta là cùng nhau bắt đầu nhân sinh mới. Vẫn như cũ, dắt tay sóng vai, đồng bộ tiến lên. Không chỉ mình Lý Thành Long có loại cảm giác này, mà ngay cả tả tiểu đa cũng có cảm giác tương tự, thậm chí cảm giác kia còn càng chân thực hơn Lý Thành Long, thoáng như có thể đụng tay đến. Đó là một loại cảm giác rất huyền diệu, nhưng lại rất bây giờ. Tự hồ vận mệnh đại lộ đang ở ngay phía trước mình, đã mở ra cánh cửa chỉ đợi mình. Còn có Lý Thành Long cất bước bước vào. Nhưng mà hai người tính cách khác biệt. Lý Thành Long tính cách trầm ổn, cẩn thận chăm chú. Mà tả tiểu đa thì lại là kiểu tâm trạng. Cứ thế đi, tới thì tới, không tới thì thôi. Tới thì lão tử đón, không tới thì thôi. Cho nên, ở một mức độ nào đó mà nói, tả tiểu đa thuần túy là bị một chuỗi sự kiện thúc giục, bị ép tiến lên. Tự như là từng cây roi quất hắn tiến lên, Hắn có muốn không đi cũng không được, mà Lý Thành Long thì không. Từ khi vừa bắt đầu, Lý Thành Long đã biết mình muốn làm gì, mục tiêu của hắn một mực rất rõ ràng, hướng về con đường kia an tâm tiến lên. Nhưng cùng lúc, hắn cũng rất rõ ràng, mình thiếu khuyết một phần khí chất của lãnh tụ, càng thiếu khuyết một phần khí chất lưu manh như là dân liều mạng, còn thiếu khuyết một loại thoải mái quả cảm khi gặp chuyện, luôn luôn có một phần lo trước lo sau, suy tính chỉnh thể. Tâm tư như vậy đương nhiên không thể nói không tốt, thậm chí có thể nói là càng thích hợp sinh tồn đoàn đội. Nhưng loại tính cách này, cho dù tu vi võ đạo cao bao nhiêu, nhưng mà trong một vài trường hợp cũng chỉ có thể là người phụ tá. Lý Thành Long vốn hiểu bản tâm mình, cho nên mới tìm tới tả tiểu đa. Sớm đã định ra lấy tả tiểu đa làm mục tiêu. Cả đời này đặt cược một lần, cược đúng thì tốt, còn nếu cược sai thì lão tử về thành Phượng Hoàng làm thầy giáo gõ đầu trẻ. Mà Lý Thành Long sợ dĩ sẽ đặt cược như vậy. Một cược là cả đời. Cũng là bởi vì hắn phát hiện trên người Tả Tiểu Đa luôn có thể gặp được một ít chuyện kỳ kỳ quái quái, nguy hiểm chập trùng Mà những chuyện này tự như từng cây roi quất Tả Tiểu Đa tiến lên. Mà Lý Thành Long coi mình thành người phụ tá cho Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa bị quất tiến lên chính hắn cũng tự nhiên mà bị động tiến lên theo đoạn đường này cứ đi như vậy vậy mà đi tới bây giờ lý thành long cảm giác trước mặt mình con đường đột nhiên rộng mở trong sáng nói chung chính là loại cảm giác này có lẽ toàn nhân sinh mới sẽ từ lần này bắt đầu lý thành long lặng lẽ tự nhủ sau đó hắn và tả tử đa gõ cửa phòng hiệu trưởng Một bên khác, ca võ Vân Đoan ở Thượng Kinh. Mấy người Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Chu Vân Thanh cũng bị gọi vào phòng hiệu trưởng. Lần này lịch luyện, các ngươi đều có phần. Nhiệm vụ dẫn đội anh biến sẽ giao cho ba người các ngươi. Hiệu trưởng, ta và bạn Lý Tú đều không thích hợp dẫn đội. Chúng ta chỉ thích hợp làm đội viên. Chúng ta hiểu thế mạnh của mình. Chúng ta quen với việc tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không quen việc dẫn dắt người khác càng khiêm khuyết năng lực lãnh đạo người khác, cho nên vị trí đội trưởng này để Chu Vân Thanh đảm nhiệm là được rồi. Như vậy cũng tốt. Hiệu trưởng Cao Võ Vân Đoan nhìn không được, nhìn thêm Long Vũ Sinh và bạn Ly Tú một lát. Ở độ tuổi này mà đã có thể nhận biết rõ ràng tính cách của mình đến vậy, thật đúng là không nhiều, thật đáng quý. Tuyệt đại đa số người đồng lứa ở độ tuổi này được tôn sùng là thiên tài quá lâu, người nào cũng sẽ cảm giác mình thiên hạ đệ nhất trên người lúc nào cũng tản mát ra khí thế như mình là nhân vật chính lúc nào cũng biệt thị thế gian không phục không cam lòng phải nghe theo người khác ngay cả hiệu trưởng cũng không thể ngờ hai người này vậy mà lại có thể không cần đi qua vấp ngã ngoài xã hội đã có thể nhận rõ mình thật là hiếm có mặt khác sau khi tiến vào di tích chúng ta có thể sẽ tách khỏi đội ngũ của trường chúng ta long vũ sinh báo cáo vạn ly túng đi theo dùng sức gật đầu hai mắt đều là vẻ chờ mong tách ra ừ cái này là vì sao hiệu trưởng nhíu mày lần này phạm vi hoạt động rộng là thiên tài toàn bộ đại lục tinh hồn vậy cũng đồng nghĩa lão đại của chúng ta cũng sẽ đi long vũ sinh hai mắt phát sáng nói ta rất nhớ các ngươi vâng lão đại của chúng ta cũng sẽ đi chúng ta muốn tập hợp chung với hắn vạn ly túng gật đầu hiệu trưởng trầm mặt một chút. Cho phép các người tách đội, nhưng ở dưới tình huống nằm trong khả năng, nhớ phải hiệp trợ chu đội trưởng. Đây là đương nhiên, đa tạ hiệu trưởng. Tại Cao Võ Long Hồn, Lý Trường Minh còn đang buồn ngủ đi đến phòng hiệu trưởng. Dãy núi tinh mang lịch luyện sao? Được. Đội trưởng hả? Không, không, không. Ta một người ngủ suốt ngày, không có mấy phần chính hình, sao mà làm đội trưởng được? cho dù tu vi cao lại thế nào? lời nói sau khi đi vào, ta khẳng định sẽ rời đội. sao có thể làm đội trưởng được? không được hả? thì đành vậy. rất lâu không gặp, lần này đúng là cũng nên tập hợp một chỗ. một nửa này một nửa kia hả? Ờ được rồi. để ta xem tình huống. còn có cao võ ngọc dương bên này trong một hang động tối tăm, Và đặt thanh âm chiến đấu, tiếng mũi kim đít, tiếng tinh thú rống lên âm thanh sơn băng nứt vỡ đang không ngừng vang lên càng không ngừng có tiếng tinh thú thảm thiết kêu thẳng đến hồi lâu sau rốt cuộc triệt để yên ắng theo một tiếng ầm vang trầm đục cửa động được mở ra từng tia tư sáng len lỏi vào giọng nói tràn đầy đau lòng của la diễm linh vang lên mạc ngôn à ra đi một mảnh mờ tối một bóng người gầy tông teo từ chỗ sâu nhất trong hang động chậm rãi đi ra trên mũi kiếm vẫn còn vương máu đang chảy xuống, thân ảnh kia chính là Dương Mạc Ngôn. Dương Mạc Ngôn gương mặt gầy gò, một đôi mắt lấp lóe như quỷ lửa, toàn thân trên dưới đều là máu me đầm đìa, có máu của chính hắn, cũng có máu của tinh thú. Đây cũng là địa ngục huấn luyện của hắn. Hắn nhốt mình vào trong hang động, tất cả đều là tinh thú cảnh giới anh biến hóa vân, hàng trăm hàng ngàn con. Đương nhiên, bên trong cũng có tài nguyên tu luyện tương ứng đây là cao võ ngọc dương vì phối hợp hình thức tu luyện địa ngục thập bát bàn mà chuyên môn mở một cái sân huấn luyện tàn khốc tới mức cực đoan nhưng từ khi xây dựng xong đến nay chưa từng có học sinh nào có thể ở bên trong đủ ba ngày cho dù vào một lần nửa ngày rồi ra ra rồi vào gián đoạn như vậy cũng là vô cùng hiếm thấy mà dư mặt ngôn cũng đã liên tục hơn mấy tháng đều ở trong này thậm chí mấy ngày gần đây càng là chưa từng ra ngoài cứ như vậy, một mực ở bên trong. Cô La, người đến rất đúng lúc. Dương mặt ngôn thân hình thẳng tắp đi tới. La Diễm Linh rõ ràng cảm giác đây là một mảnh núi thay biển máu, cuồng mảnh đi về phía mình. Với thực lực cao hơn dương mặt ngôn không ít của nàng, vậy mà cũng cảm thấy tim đập nhanh từng đợt. Có cảm giác như người đi tới không phải là một người, không phải là học sinh của mình, mà là một con hồng hoang mảnh thú đang nhào tới. Sao vậy? Tất cả tinh thú trong này đều đã bị ta giết sạch. Chỉ có thể gián đoạn lần đặc huấn này thôi. Dương mặt ngôn nói rất hững hờ. Ta vừa rồi ở trong này hoàn thành áp chế cảnh giới đa nguyên lần thứ 10, tiến tới đột phá cảnh giới anh biến. Có phải học viện có khu vực đặc huấn càng cao hơn không? Tốt quá rồi. La Diễm Linh vui mừng nói. Người đột phá vào thời điểm này chính là cơ duyên trời ban. Di tích sắp mở, thích hợp cho ngươi đi thí luyện. Có lẽ còn có thể gặp lại những người bạn cũ kia của ngươi. Nghe vậy, hai mắt của Dương mặt Ngôn đột nhiên hiện ra hào quang ông ánh. Là thật sao? Đương nhiên là thật rồi. La Diễm Linh chỉ cảm thấy trong lòng hơi chua xót. Nàng hiểu đứa bé này quái gỡ ra sao, cũng cô độc cỡ nào. Càng là cố gắng cỡ nào. Hắn trực tiếp là liều mình hết thảy, đang liều mạng tu luyện đang liều mạng để có thể mạnh hơn trong miệng hắn vĩnh viễn chỉ có một câu bọn họ thật sự nhanh hơn ta rất nhiều ta muốn đuổi theo bọn họ cần phải nỗ lực hết sức cố gắng đuổi theo bọn họ thật sự nhanh hơn ta rất nhiều cái gì mà học lớp cái gì mà liên hoan lớp cái gì mà nữ sinh tỏ tình cái gì mà nam sinh bác quái cái gì mà hoạt động trường học những cái này hắn toàn bộ đều không để mắt tới từ đầu cho tiêu cuối từ đầu cho tới cuối, như một thanh kiếm hung hăng đâm về phía trước. Cho dù kiếm bị bẻ gãy thì vẫn tiếp tục xông lên, hoàn toàn không để ý đến bất luận hậu quả gì, thậm chí cũng không để ý tới thân thể mình. Tâm nguyện của hắn chỉ có một, khi được gặp lại những người bạn của mình, có thể cười nói một câu. Ta không bị các ngươi bỏ lại phía sau. Chúng ta vẫn như cũ ở cùng một cấp độ. Về sau có việc nhớ gọi ta, chỉ cần gọi là ta sẽ đến. Ta không muốn khi các ngươi lại có chuyện, ta lại không giúp được gì. Dương Mặt Ngôn trầm mặt đi theo La Diễm Linh ra khỏi hang động, đi về kiến túc xá. Đằng sau hắn, rõ ràng có một đường dấu chân dính máu, theo bước đi càng xa, càng lúc càng mờ nhạt. Trước tiên, đi xử lý vết thương trên người ngươi chút đi. Trước phục dụng đan dược bồi dưỡng một chút nội nguyên, sau đó lại đến khoang điều dưỡng bên kia nằm một hồi. La Diễm Linh cực kỳ đau lòng mà nói. Không có chuyện gì đâu. Dương Mạc Ngôn có chút không được tự nhiên khi thấy La Diễm Linh quan tâm như vậy. Nhất là loại cảm giác ấm áp trong lòng kia, khiến hắn càng thêm cảm giác không được tự nhiên. Trường học còn chuẩn bị rất là nhiều tài nguyên cho ngươi. Mạc Ngôn à, lần này thí luyện, toàn bộ trường học chúng ta, bao gồm cấp cao, hết thảy chỉ có không đến 30 người. Mà trong số tân sinh cũng chỉ có duy nhất một mình ngươi đạt đến cảnh giới anh biến. Vậy ta có thể tách khỏi đội ngũ của trường học được không? Dương mặt ngôn trầm mặt một chút. Lần này ta muốn cùng sóng vai chiến đấu với bọn họ. Đã rất lâu rồi. Trường học của chúng ta không có danh sách đội ngũ. Dù sao nhân số gia nhập ít như vậy, cho nên sau khi đi, tự nhiên sẽ bị nhập vào các đội ngũ khác. Người muốn đi tới đội ngũ nào Đến lúc đó chỉ cần thử xin một chút Hẳn là sẽ có thể thuận lợi thông qua La Diễm Linh nói Ta đã biết, cảm ơn cô La Dương mặt ngôn chốc phát Trên mặt lộ ra một tia vui vẻ Còn nữa kiếm của người Cũng nên thay rồi La Diễm Linh nói Đây là kiếm mà hiệu trưởng đưa cho người Thành kiếm này tên là Ma Linh Chính là thường cổ chi kiếm người hãy dùng nó cho thật tốt. Dương Mạc Ngôn tiếp nhận ma linh kiếm, rút ra nhìn thoáng qua, hàng quang lóa mắt, xâm nhiên bức người. Trên thân kiếm có màu máu mơ hồ, hiển nhiên là một thanh sát phạt chi kiếm. Trên đó đã uống không biết bao nhiêu máu tươi của bao nhiêu người. Hắn trầm mặt, tra kiếm vào vỏ, lần nữa cầm lên thanh kiếm của mình. Đây là thanh kiếm mà lúc còn ở thành Phượng Hoàng, tả tiểu đa đưa cho Dương Mạc Ngôn giờ phút này trên đó đã tràn đầy vết mẻ như một lưỡi cưa dị dạng. Dương mặt Ngôn trầm mặt ngắm nó thật lâu, thu hồi cây kiếm này cả vỏ kiếm vào trong nhẫn không gian, rồi cầm ma linh kiếm trong tay, ẩn ẩn cảm thấy có mấy phần không quen. Không thuận tay bằng kiếm của mình, nhưng mà thanh kiếm này càng tốt hơn. Nhìn phải chăng có thể tìm công tượng, tu chỉnh thanh kiếm này một chút. Bây giờ, ngươi cần đi nghỉ ngơi. La Diễm Linh nói, Người có một ngày để nghỉ ngơi, một ngày sau sẽ phải theo đội xuất phát. Lần này người dẫn đội là phó hiệu trưởng. Dạ vâng. Dương Mặt Ngôn lui ra sau hai bước, đột nhiên cúi người chào. Cảm ơn cô La, ta cả đời này cũng sẽ không quên người. Khoẻ mắt của La Diễm Linh đỏ lên. Nàng biết rõ, lần thí luyện này, khả năng chính là điểm khởi đầu để Dương Mặt Ngôn bay lên. Về sau, có còn quay trở lại cao võ ngọc dương nữa không cũng thật khó nói chuyện liên quan tới nhàn nhi la diễm linh do dự một chút tại khi trước lúc tỷ võ la diễm linh đã từng nói muốn giới thiệu con gái của mình cho dư mặc ngôn mặc dù lúc ấy chỉ là một câu nói đùa cũng không ai coi là thật nhưng sau khi dư mặc ngôn thật sự đến cao võ ngọc dương la diễm linh càng ngày càng phát hiện dư mặc ngôn này thật đúng là một khối vàng chưa luyện nhân tài như vậy thật ra chính là người con rể tốt mà tất cả bậc cha mẹ đều tha thiết ước mơ cho nên nàng cũng thật sự có suy nghĩ này mấu chốt nhất là con gái của mình cũng là thiếu nữ thiên tài hiếm có sẽ không sợ không xứng với dư mạc ngôn con gái và dư mạc ngôn tiếp xúc mấy lần mặc dù không có gì tiến triển nhưng tính cách của dư mạc ngôn chính là lạnh lùng chất phát như vậy mà con gái nàng cũng có chút ưng ý bây giờ có cơ hội tốt như này la diễm linh cũng muốn thử tranh thủ một chút cho con gái mình xem thử dương mặt ngôn đến cùng là thái độ gì nói đến đề tài này gương mặt vốn hơi đen của dương mạc ngôn lại nổi lên một vòng đỏ bừng trong chớp nhoáng này lọt vào mắt la diễm linh đây rõ ràng là xấu hổ la diễm linh còn hoài nghi mình nhìn nhầm tên nhóc này vậy mà cũng có một mặt này sao Nhạn tỷ rất tốt. Dương mặt Ngương liếm liếm bờ môi hơi khô của mình, ngập ngừng nói: "Nếu như tương lai Thiên Hạ Thái Bình, Nhạn tỷ bên kia vẫn còn có ý với ta, ta ta sẽ cưới nàng làm vợ." Trong lòng La Diễm Linh vô lực thở dài, nhưng ngoài mặt thì cười nói: "Được, nhưng trong lòng thì có chút thở dài. Thiên Hạ Thái Bình sao?" bây giờ không giống trước kia. Biến cố như vậy, người tọa đại nhân cũng bắt đầu toàn dân trưng binh, bắt đầu tồn vong chi chiến. Lúc nào mới có thể thiên hạ thái bình đây? Nàng chính là giáo viên của cao võ Ngọc Dương, đương nhiên biết chân tướng của lần thí luyện này. Tương lai sẽ thế nào? Thật sự không dám suy nghĩ lạc quan. Cô là... Người cũng phải bảo trọng nha. Dương mặt ngôn vẫn mặc trên người bộ đồ đen như cũ, lặng yên đi ra khỏi phòng nghỉ. Vết thương trên người chỉ là băng bó đơn giản một chút. Hắn không vào khoang điều dưỡng. Thật ra Dương Mạc Ngôn rất ghét việc vào khoang điều dưỡng để phục hồi thân thể. Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là khoang điều dưỡng sẽ khiến toàn bộ vết thương trên người mình mất hết. Một mình hắn ngồi trong bụi cỏ, cao mấy mét ở trong góc thao trường, cẩn thận nhớ lại mỗi một vết thương trên người mình. Vết này lúc ấy là tình huống ra sao? thật ra ta có thể đổi một loại phương pháp xử lý có thể nhẹ một chút hoặc là có thể tránh khỏi một vết thương khác là loại tình huống kia lúc ấy có chút không tỉnh táo có lẽ có thể xử lý như thế này đi có điều lúc ấy đang trong chiến đấu không kịp nghĩ nhiều toàn là phản ứng theo bản năng hoặc là nói phản ứng bản năng của ta là phương hướng huấn luyện sai rồi mãi cho đến khi suy nghĩ lại một lần toàn bộ vết thương trên người mình toàn bộ uống nắng một lần. Dương Mạc Ngôn mới lấy ra một bình sinh linh thủy rồi uống. Sau đó hắn vẫn như cũ ngồi trong bụi cỏ rậm rạp. Những năm này một người gió cũng qua mưa cũng đi. Dương Mạc Ngôn trầm thấp cất giọng hát. Đây là ca khúc duy nhất mà hắn biết. Mỗi một lần hát bài hát này hắn đều là hát rất cô độc rất tĩnh mịch, nhưng lần này lại hát có chút vui mừng vì hắn sắp gặp được các huynh đệ rồi. Dư mạc ngôn, một giọng nữ thanh thúy mềm mại bỗng vang lên. Nhàn tỷ, dư mạc ngôn nghe có hơi sững sờ, tìm theo tiếng mà nhìn, chỉ thấy một thân ảnh yếu điệu đạp trên cõi dại đi tới, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kiên định. Lần thí luyện này ta cũng đi, ta giống như ngươi, cũng là cảnh giới anh biến, đều là trong đội anh biến, thiếu nữ nói. Dương mặt ngôn chất phát gật đầu. Nhạn tỷ là học sinh năm 2, cao hơn mình một lớp. Nàng lại còn là người mạnh nhất của năm 2, cùng một chỗ tham gia thí luyện cũng rất bình thường. Nhưng vì sao trong lòng mình lại có chút vui? Dương mặt ngôn, tới lúc đó, người dự tính gia nhập đội ngũ nào, chúng ta cùng đi có được không? À, được chứ, cứ quyết định như vậy nha. Ừ, vậy ta đi đây trong mắt cô gái lấy lên một chút chờ mong. ờ, à, độ ngốc. thiếu nữ phòng miệng quay người đi vài bước nhìn không được tức giận dầm chân. đột nhiên nhìn không được rồi quay người. dương mặt ngôn người nói chờ thiên hạ thái bình sẽ cưới ta là nói thật sao? thiếu nữ thèn thùng hỏi. dương mặt ngôn nghe thì sững sờ nửa ngày sau mới nói. ờ à, đúng. ừ vậy ta chờ ngươi nhưng mà nếu sau này người cưới người khác thì sao? dù sao cũng chẳng biết tới bao giờ thiên hạ mới thái bình. Dư Mặc Ngôn trầm mặt một chút rồi trầm giọng nói: nếu như người đợi ta, hắn trầm mặt một hồi lâu. Ngay lúc thiếu nữ cho là hắn sẽ không nói gì thêm, thất vọng xoay người rời đi. Lại nghe Dư Mặc Ngôn nói khẽ: nếu như người đợi ta, không lấy được ngươi, ta cả đời cũng không lập gia đình. đồ đần! thiếu nữ mắt mày cong cong, tựa như vần trăng khuyết. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đi vào phòng hiệu trưởng. Diệp Trường Thanh cười ha ha. Đội trưởng, phó đội trưởng của chúng ta cùng nhau đến rồi. Cái gì mà đội trưởng? Tả Tiểu Đa giật mình. Cao Võ tìm Long có 400 tu giả anh biến xuất trình di tích. Hai người các ngươi là đội trưởng và phó đội trưởng ta tự mình chỉ định tả tiểu đa đội trưởng lý thành long phó đội trưởng diệp trường thanh cười to nói ta làm đội trưởng hả ta có thể làm đội trưởng tả tiểu đa bày ra vẻ mặt tràn đầy ngơ ngác hắn là thật sự không có tự tin cái chức đội trưởng này của người cũng chỉ là một lãnh tụ tinh thần thôi diệp trường thanh nói ngươi là vô địch trong cùng giai ngươi không làm đội trưởng thì ai làm người khác làm ai có thể chịu phục Hiệu trưởng ngài nói rất đúng nha Nói quá là có lý rồi Tả Tiểu Đà đắc ý, quên hình cười tích mắt. Đương nhiên, người làm đội trưởng còn có một cái trọng điểm khác, là trấn áp toàn bộ đội ngũ lại cho ta. Diệp Trường Thanh nói, trừ cái đó ra, những việc còn lại, phó đội trưởng làm chủ là được rồi. Ý là gì? Ý tử chính là, cây ghế đội trưởng này của người chỉ là bày ra cho đẹp thôi, gặp được ai không phục thì ra tay trấn áp. Nhưng mà những cái khác như là đội ngũ cần hành động ra sao, đi như thế nào, trù tính kiểu gì, người cũng không cần phải để ý. Ta không có quyền chỉ huy hả? Người muốn cái quyền chỉ huy gì? Không phải có phó đội trưởng đây rồi sao? Tả Tiểu Đa tâm niệm chuyển động, nhất thời mặt đần ra. Vậy ta chẳng phải là một con bù nhìn sao? Diệp Trường Thanh nguyết hắn. Nếu không, thì ta sẽ để ngươi chỉ huy toàn bộ, giành chính nguồn thuận, được chưa? Ồ thôi thôi thôi. Tả tử đa lắc đầu liên tục. Ta cũng chỉ hợp làm đội trưởng ngoài phong thôi, giống như ngự tọa tuần thiên, làm lãnh tụ tinh thần, những chuyện khác, phù phù đi làm. Tính ra, làm mù nhìn cũng đâu có tệ. Mặt người cũng dám so với ngự tọa. Diệp Trường Thanh ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà trong lòng thì lại đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Họ tả, họ tả, ai à, da cha mẹ ơi, tên nhóc này hóa ra họ tả, cái họ này thật là tốt. Hiệu trưởng à, tả tiểu đa tràn đầy phấn khởi. Ngự tọa tuần thiên đại nhân cũng họ tả, ngài nói xem, ngự tọa đại nhân có khi nào là tổ tông nhà ta không? Diệp Trường Thanh á khẩu mất một chút, rồi lập tức giận dữ quát. Cút ra ngoài. Tả tiểu đa giật giật miệng, kéo theo Lý Thành Long chạy trối chết. Một đường chạy ra khỏi khu văn phòng Nhìn thấy Cao Sảo Nhi Mang theo mấy thanh niên anh biến cao dài Đứng trước cửa Đội trưởng tả, đội phó lý Nhờ hai vị chiêu cố nhiều hơn Tả Tiểu Đa hai mắt sáng lên Các người cũng đi hả Đương nhiên rồi vậy lần này coi như dễ dàng rồi Tả Tiểu Đa cười ha ha Hóa ra có nhiều người giúp mình làm việc như vậy Chúng ta lần này đi vào thí luyện hệ số nguy hiểm chính là cao, trước nay chưa từng có. Sắc mặt của Cao xảo Nhi rất nghiêm túc, nàng nói. Vù Minh và Đạo Minh, hai bên đều có nhân vật thiên tài tiến vào, mà nhân số cũng bằng chúng ta. Tình tưởng tối chất cũng sẽ không kém hơn chúng ta, nhưng mà kỳ ngộ bên trong, làm sao có thể đủ cung cấp cho 24.000 thiên tài thu lấy, tuyệt không có khả năng phân phối bình quân. Lùi một vạn bước mà nói xem như tài nguyên bên trong phong phú, đủ để phân phối bình quân nhưng cả ba bên đều đứng trên lập trường đối lập. Đám người vua Minh và Đạo Minh khẳng định sẽ càng muốn chiếm nhiều hơn nữa. Đương nhiên, chính chúng ta cũng không lấy ý nghĩ này. Căn cứ vào tiền đề này, các bên đối lập với nhau và chiến đấu đều không thể tránh được. Có chiến đấu tất sẽ có thương vong, sẽ có sinh tử. Tin là người vua Minh và Đạo Minh tuyệt sẽ không nói gì mà đạo nghĩa với chúng ta đâu. Mà đồng minh với đạo minh, trong chuyện này cơ bản tương đương với tan rã. Cho nên, lần này đương nhiên sẽ là kỳ ngộ kinh thiên nhưng chưa chắc không phải là nguy cơ sinh tử cao xảo nhi nghiêm túc nói ba ngày sau chờ đưa ra danh sách ta sẽ thông báo cho tất cả bạn học anh biến tiến vào lần này tập hợp cùng một chỗ với tả lão đại và lớp phó lý đến lúc đó còn phải nhờ lớp phó lý nói cho chúng ta một chút tình hình truyền thụ một chút kinh nghiệm tâm đắc được thôi cái này không có vấn đề lý thành long gật gật đầu hắn có thể nghe ra Cao xảo Nhi lần này không có nửa điểm ép buộc mình, thậm chí không phải đang suy tính mình, mà là đang thực hiện nhiệm vụ một cách đơn thuần. 400 học sinh anh biến tiến vào di tích, không có chỉ huy thống nhất và hiệu lệnh rõ ràng là vạn vạn không được. Từng người tự tác chiến sẽ chỉ làm bên địch có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, tất cả đều vẫn diệt. Cao xảo Nhi có tâm cơ siêu phàm, còn có thủ đoạn, nhưng nàng lại không có năng lực phục chúng, mà ngay tại lúc này, năng lực ấy lại là lạc khâu quan trọng nhất, tiền đề cho hết thảy, điều kiện tiên quyết. Cho dù người có mưu trí thông thiên, trí tuệ tuyệt thế, nhưng mọi người không nghe ngươi, ngươi cũng sẽ chỉ uổng công, hữu lực khó thi, ngoài tầm tay với. Nhưng những vấn đề này, Tả Tiểu Đa lại có thể giải quyết một cách đơn giản, thậm chí không cần Tả Tiểu Đa, chỉ mình Lý Thành Long thôi đã có thể giải quyết tốt đẹp. Tất cả mọi người cùng là cảnh giới anh biến một mình ngươi không phục đúng không? Ra đây, lão tử đánh tới ngươi phục thì thôi. Ngươi, một đám người không phục đúng chứ? Ra đây, lão tử như thường, đánh tới các ngươi phục thì thôi. Vũ lực có đôi khi không phải là thủ đoạn hữu hiệu nhất, nhưng ở thời điểm đặc thù là là thủ đoạn có hiệu quả nhanh chóng nhất. Được thôi. Lý Thành Long sẵn khoái đồng ý. Cao Sảo Nhi nói. Đến lúc đó, tả lão đại chỉ cần ra mặt, trấn áp mọi người là được rồi. Tả tiểu đa tràn đầy phấn khởi. Có cần ta xuất thủ chấn nhiếp một chút không? Nghe vậy, Cao Sảo Nhi không khỏi bị vẻ mặt này của tả tiểu đa làm cho cạn lời. Từ một lần kia, trận đấu của ngươi và băng tiểu băng trên lôi đài, toàn trường đã trực tiếp bị ngươi thu phục rồi. Bây giờ còn xuất thủ hay sao? Cái tên này rõ ràng là muốn giữ võ dương oai. Các ngươi đi về trước đi, ta còn phải báo cáo một ít chuyện cho tả lão đại. Cao Sảo Nhi bí ẩn dùng ánh mắt ra hiệu cho những người khác rời đi. Đây là tiến độ xử lý vật tư. Cao Sảo Nhi lấy ra trong những không gian một tờ giấy. Cứ xong xuôi rồi đưa lại phần của ta là được, quá trình không có quan trọng. Tả Tiểu Đa khoát khoát tay, hào phóng đến cực điểm nói. Một bộ ta rất yên tâm, không cần nhìn. Ta đối với Cao Gia các người rất là an tâm. Cao Sảo Nhi lần nữa trợn trừng mắt nhìn hắn, Người bị ổi như vậy, hơn nữa còn có một tên coi tiền như mạng ở bên giám thị, không yên lòng mới là lạ. Ở đúng rồi, Phương Tổng và các người hợp tác ra sao? Vui vẻ chứ? Tại Tiểu Đa hỏi, Phương Tổng quả là một nhân tài. Mặc dù không có cảm tình gì với cái tên hèn mọn kia, nhưng Cao xảo Nhi cũng không thể phủ định năng lực làm việc của Phương nhất Nặc, quả thật rất mạnh. Phương Tổng bây giờ một mình quản lý công ty cũng không có vấn đề gì. Các nghiệp vụ còn được khuếch trương ở một trình độ nhất định. Phong cách làm việc của hắn mặc dù hơi có vẻ khắc nghiệt, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt. Nhất là tính cách phương tổng rất nhanh nhẹn, miệng lúc nào cũng cười tươi tắn. Làm việc với người cao gia cũng khá hòa hợp, giữ chúng ta rất ít khi có khúc mắt. Cao Sảo Nhi khẽ nói, có thể không hòa hợp được sao? Tên kia nào chỉ là tính cách nhanh nhẹn linh hoạt, còn mạnh vì gạo bạo vì tiền, còn hết sức hiểu chuyện mỗi ngày đều mang theo mấy ông chú ra ngoài tìm nữ võ giả. Nhưng mà việc này vốn dĩ ngay từ đầu là mấy ông chú muốn rủ rê vị phương tổng này đi ăn chơi, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng vị phương tổng này thật ra sớm liền tự xa đọa đến không thể nào dứt ra nổi. Sau mấy lần như vậy, vị phương tổng này vậy mà lại lăn lộn phong sinh thủy khởi ở chốn này, còn đi giới thiệu người vừa ý cho mấy ông chú luôn. Kết quả này, thao tác này, thật sự là không biết phải nói gì càng khiến cho người ta bất lực cạn lời hơn, chính là tất cả chi phí phong túng tiêu xài, tất cả đều là phương tổng tự bỏ tiền ra, tuyệt không sử dụng một xu nào của công ty. Cũng không biết tên kia lấy tiền từ đâu ra, tóm lại chính là mỗi ngày ngang tàn làm cho người ta phải hoảng hốt. Những cái khác còn phải suy nghĩ rồi mới quyết định, nhưng riêng chuyện tiền nông thì lại vô cùng thoải mái, khiến người nhìn mà phát khiếp, ngưỡng mộ. Cao Sảo Nhi thậm chí hoài nghi, Vị phương tổng này có khi nào ban ngày thì làm tổng giám đốc, ban đêm thì che mặt đi làm đạo tặc hay không? Cao Sảo Nhi đương nhiên sẽ không biết, điều nàng hoài nghi chính là sự thật. Đối với tiền của tả tiểu đa, phương nhất nặc đương nhiên là không dám đụng tới dù chỉ một phần một hào. Nhưng cái mà phương tổng người ta có chính là cách kiếm tiền. Ví dụ như, buổi tối, đến bảo khố các đại gia tộc các công ty lớn đi dạo chơi một vòng. Trong đó có một lần kỳ quái nhất người khác mới từ trong tay hắn mua một cái bảo bối vậy là buổi tối hắn lại đi trộm về qua mấy ngày lại công khai lấy ra bán đấu giá người khác tới hỏi phương tổng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thật sự không nhìn ra chính là món đồ kia ngày đó đột nhiên có quản lý phía dưới thu được thứ này đưa lên nếu quả như thật là các người mất chuyện này công ty quá lớn chúng ta cũng cảm thấy có chút khó chịu nếu không thì các ngươi nửa giá mua về đi. Đối mặt với cách giải thích như vậy, người bị trộm cũng không thể nói được gì. Mua tới tay đã trả tiền, đồ vật chính là của các ngươi. Chính người trồng chừng không có tốt, bị người khác đánh cắp. Phòng đấu giá người ta lại mua về từ chỗ khác. Coi như quá trình chuyện này quá dị ra sao. Nhưng dù sao thì ngươi cũng không thể bắt đền người ta được, đúng chứ? Toàn bộ công ty được phương nhất nặc làm cho phát triển không ngừng. Một ngày thu đấu vàng, đủ thứ tài nguyên, là cũng chưa chắc không phải là chuông khí mù mịt. Quả nhiên không đành lòng nhìn thẳng, cơ hội là hoàn toàn hóa thành nơi vui chơi của cánh đàn ông. Cao Sảo Nhi dứt khoát buông tay, phương tổng tài giỏi như vậy, chính ngài lo liệu đi. Dù sao cao gia ta cũng có cổ phần, dù sao người làm việc đều là cao gia chúng ta. Nhưng nàng lại không biết, đây chính là mục đích của phương nhất nặc. Buổi tối hắn gọi điện cho tả tiểu đa báo tin vui. Lão đại, ta đã đoạt quyền thành công. Ngài cứ yên tâm đi. Bây giờ công ty chúng ta cảm giác an toàn bào rạp. Tả tiểu đa đối với chuyện này cũng là bất lực cạn lời. Không thể làm gì, buông xuôi bỏ mặt. Tùy hắn thích làm gì thì làm. Kết thúc tập 180 Bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.